Chào mừng quý vị đến với phần 2 của chương trình Decor TV. Để tiếp nối với Boys Award năm 2011, chúng tôi sẽ giới thiệu những phần nội thất của bạn, tức là những cái nội thất mà được giải năm 2011, phải không cha? Mời cha. Đúng vậy. Và đầu tiên thì chúng ta đi xem một cái bathroom, một cái nhà tắm luôn quý vị. Do công ty Slate Architecture, công ty này đã chọn ra cái project là nó có cái tên, nó thì thường thường nó đăng tâm những cái project họ làm, một là họ lấy tên của cái người chủ nhà, hai là họ lấy tên của con đường. Thì ở đây cái công ty này họ lấy tên của con đường là East 67 Street, là con đường 67 ở East đó. Thì quý vị thấy không, một cái nhà tắm rất là trắng tại vì thực sự ra mình nhìn vào là thấy tile không, đúng rồi, mình không có thấy những cái màu sắc khác nhau nữa. Chỉ hai màu chủ đạo là đen và trắng, và từ cái tường tới cái bồn tắm, tới cái sinh rửa mặt, tới cái toilet cũng là tile. Nhưng mà Tâm hơi disagree với lại cái giải thưởng này nha cha. Tại vì Đăng Tâm thì không có thấy ấn tượng vì cái nhà tắm này. Nhìn nó lạnh lẽo á, nó không có một cái gì gọi là thiên nhiên hoặc là at least nó cái gì nó ấm cúng một chút. Cái này nó lạnh lẽo quá, Đăng Tâm thấy nó chỉ có màu trắng với màu đen, và cái đèn thì cũng màu trắng luôn. Bởi vậy nhiều khi mình nghĩ là đẹp chưa hẳn là hay, mà phải lạ. Nhiều khi lạ nó cũng được nổi tiếng cũng có rồi, thể chắc thì đẹp mới được nổi tiếng vậy. Cũng có thể cái này là một cái giải thưởng lạ đi hả? Rất là lạ. Thực sự ra Trang nghĩ tới cái giải thưởng này, cái thiết kế này, thì Trang nghĩ là những cái bathroom công cộng đó, họ có những cái thiết kế này để mà nhiều khi những cái người mà homeless á, họ không có ở đó lâu được, tao biết không? Thì họ làm những cái bathroom mà chỉ là vô đó, đi restroom xong rồi ra thôi, chứ không ở đó được. Thì cái mục đích là chỉ có giải quyết vấn đề rồi đi ra, phải không? Thì cũng Trang nói vậy thì Đăng Tâm cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cũng thưa quý vị là nhiều khi mình coi những cái bức ảnh ở trên cái website đó, để những cái giải thưởng mà đã được năm 2011, có thể là quý vị sẽ không hài lòng, không có đồng ý với những cái giải thưởng mà người ta chọn ra. Có những cái thì quý vị cũng đồng ý, cũng như là bản thân Đăng Tâm, nhiều khi Đăng Tâm chọn ra những cái Đăng Tâm thích, nhưng mà Trang thì cũng chọn cái mà Đăng Tâm cũng không thích. Cho nên là cũng tùy mắt con người đó, phải không cha? Và để tiếp theo thì Đăng Tâm cũng xin giới thiệu với quý vị cái apartment của năm. Cái này được là của công ty Shelton Middle and Associates. Cái apartment này thì nó ở New York cha, và nó nằm trên đường Fifth Avenue, nó gọi là Fifth Avenue Residence. Thì cái apartment này được thiết kế cho một cái gia đình hai vợ chồng với hai người con. Thì hai vợ chồng này đó có một cái ý tưởng cũng hơi lạ, tức là họ muốn một cái design mà có thể phục vụ cái mục đích là sống của họ bây giờ, nhưng mà khi mà hai đứa con lớn lên ra khỏi nhà rồi đó, thì họ vẫn có thể sống trong một cái không gian mà giống như là hiện tại. Đúng vậy thưa quý vị, là tự vị ý Đăng Tâm nói là chúng ta thường thường thiết kế theo từng season một, hay là theo từng thời đoạn một. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng có mấy người con nhỏ, thì mình có những cái cần những cái thiết kế nào mà phù hợp với hai vợ chồng và những đứa con. Nhưng mà khi những đứa con nó lớn rồi, nó đi, họ ra khỏi nhà và còn lại hai vợ chồng, thì họ mình lại có những cái thiết kế riêng dành cho đúng hai vợ rồi. Chồng. Thì ý của Đăng Tâm ở đây nói là hai vợ chồng này họ muốn có một cái thiết kế mà về sau này họ không cần phải thay đổi nữa, đúng, mà họ vẫn đúng. Sống được trong cái không gian đó. Tức là thiết kế nó không có con nít quá, mà nó cũng không có phải là người lớn quá, phải không? Nó phù hợp với lại từng hoàn cảnh. Thì họ hai vợ chồng này cũng có hai cái màu, nó cũng giống như là họ chọn những cái màu sắc nó cũng hơi gọi là nó cũng hơi vừa nam vừa nữ, nó một cái mixer giữa hai bên, phải không cha? Nhưng mà Đăng Tâm thì thích cái căn nhà này, tại vì cái màu sắc nó không có chói quá, mà nó cũng vừa đủ để mà không có phải là một cái màu trầm cho hai ông bà già. Trang hỏi Trang nghĩ vậy không? Thì trong cuộc sống vợ chồng mà nó giống như là duyên nhân gian vậy quý vị ơi. Thì quý vị thấy cái không gian và thiết kế này cũng giống như là giữa một người, một cái sức phái mạnh và một phái yếu vậy đó. Phái mạnh ở đây được thể hiện qua những cái gam màu giống như màu gỗ đúng của trên tường nè. Và có một điểm chút xíu phái yếu vô là những cái màu sắc nó hơi sặc sỡ chút xíu, giống như là màu vàng của cái gối, hay là màu cam, hay là màu xanh của những bức tranh. Thì cái đó nó cũng là một cái balance rất là hài hòa. Tâm đồng ý với Trang như vậy.
Thì Trang thích nhất ở đây là cái phòng ngủ đó Đăng Tâm. Tại vì có một bên là cửa sổ mà dùng những gam màu rất là nhu, giống như những cái màu xám, màu trắng, màu kem. Tuy là những gam màu lợn nhưng mà khi mình để chung với nhau nó lại tạo ra một cái không gian rất là thoải mái. Tại Tâm thì chọn ra cái phòng mà ăn đó cha. Tại vì nó có, Trang có để ý là nó có hai cái màu ghế không? Một ghế màu cam, một cái xanh lá cây. Có nhớ cái phòng mà một cái show mình làm về cái phòng ngủ của cô Julie không? Họ cũng chọn hai cái màu, một màu xanh, một màu hồng đó Trang nhớ không? Hai vợ chồng đó. Thì cái này cũng là một cái cách để mà họ làm vừa lòng cả hai ông bà chủ. Đó là không có ai mà bị thua thiệt hết, không ai buồn hết quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn kỹ cái bức tranh đó thì thấy là có hai bộ bàn ăn, một bộ đó là bàn ăn cao, một bộ bàn ăn nhỏ hơn, thì chắc là một bộ cho em bé bé children ngồi, còn một bộ là người lớn ngồi. Dạ, chắc vậy đó chị. Ngoài ra thì căn nhà ngoại ô của năm đã được trao cho một căn nhà ở Orcas Island ở Washington. Yay, Washington là cái nơi mà Trang đã ở một thời gian rất là dài. Thì căn nhà nội thất được thiết kế bởi cái người chủ nhà cũng giống như là cái người thiết kế là cô Ricia Secheka. Và cô liên hợp với công ty NBBJ và công ty Heliotrope Architect để mà thực hiện ra. Căn nhà nhìn rất là đẹp chăng, tại vì Tâm thích nhất là cái view của nó. Cái view của nó có thể nhìn đến hai cái cảnh, một cảnh là một cảnh thiên nhiên với lại một cảnh là thành phố. Nhìn rất là, phải nói là một cái location tuyệt đẹp phải không chăng? Ý tưởng phải không? Đúng rồi. Mà Tâm có biết là người chủ nhà cũng là người thiết kế nội thất, cho nên cô ta đã thiết kế tất cả những cái sản phẩm nội thất ở trong nhà, giống như tủ, ghế, bàn, tất cả đều là do cô ta thiết kế và custom made hết đó Tâm. Wow. Như vậy thì cái căn nhà này chỉ là một cái căn nhà remodel thôi chứ không phải là một cái căn nhà build từ scratch phải không cha? Đúng vậy, căn nhà này họ đã bỏ ra 600.000 đô để mà họ remodel lại căn nhà này. Căn nhà được xây 1957. Mà quý vị có biết á, là cái nó gọi là cái translucent box, có nghĩa là hai bên vách tường đều là kiến hết. Từ ở ngoài chúng ta có thể thấy xuyên qua nhà và nhìn ra phía bãi biển ở sau nhà. Wow. Nó gọi là cái translucent box. Trang thấy theo như phong thủy người Việt mình tin thì mình không có muốn thấy từ trước cửa nhà mà nhìn xuyên qua nhà. Không nên nó đang đúng lắm, rồi ha. Đúng rồi ha. Thì Trang không biết cái này có theo phong thủy không, nhưng mà Trang chỉ thấy như vậy thì Trang liên tưởng tới những cái phong thủy mà Trang đã research. Chắc Tâm nghĩ mình cô ta cũng có thể build những cái shutter hoặc là những cái màn cửa. Khi nào mà mình thích nhìn ra thiên nhiên thì mình đóng bên kia lại, còn khi nào mình thích nhìn qua thành phố thì mình đóng qua bên kia. Cũng có lý lắm hả cha? Ý tưởng rất là hay. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã nói được ba cái thiết kế, ba cái project rồi. Và cái project cuối cùng chương trình Decor TV ngày hôm nay gửi đến cho quý vị là căn nhà nhiều tầng của năm. Đúng vậy thưa quý vị, đó là căn nhà ở New York của công ty Parallel Design Partnership. Cái căn nhà này nó là một cái căn nhà nhiều tầng, và Đăng Tâm ấn tượng nhất đó là cái tầng gọi là cái tầng sân thượng. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì được từ khi mình đã nói là nhiều tầng á thì mà mình được cái sân thượng nữa thì quá tốt phải không cha, mà họ sử dụng cái sân thượng để làm cái phòng gọi là phòng kiến á, để mà mình có thể nhìn ra thành phố. Và họ cũng để những cái một cái không gian mà có thể mình đi ra ngoài để mà mình hưởng gió ở trên sân thượng nữa, cũng rất là hay cha. Đúng vậy, mà Trang Tâm có biết đó là cái feature cái họ đã xây thêm cái sân thượng, một cái nhà kiến trên sân thượng cũng vì lý do đó mà tạo nên cái sự thắng cuộc của họ, và cũng nhờ cái ý tưởng sân thượng như vậy mà họ đã được thắng cái giải này đó Đăng Tâm. Đăng Tâm không biết thì Đăng Tâm nhìn cái nhà thì Đăng Tâm cũng thấy đẹp đó, rất là cái design cũng rất là modern. Mà không có biết là cái secret là tại vì cái sân thượng, nhưng mà đúng cái đó là cái mà ấn tượng với Đăng Tâm nhất, nhìn vô là cái catch my eye right away. Thì quý vị thấy không, năm ngoái những cái thiết kế mà chúng ta đã vừa thấy đó, thì cái gu cover, những cái màu sắc mà chúng ta thấy ở đây là những cái màu rất là neutral, giống như những cái màu nâu, những cái màu trắng, những cái màu pearl hoặc là những cái màu bạc đó quý vị. Thì như vậy là cái trend năm nay nó vẫn giữ lại là đi hướng về nature, hướng về những cái tự nhiên, những cái thiên nhiên.
Đăng Tâm có đồng ý với Trang không? Dạ, và Đăng Tâm thấy màu cam cũng xuất hiện nhiều trong những cái design này. Thì có thể là chắc là màu cam là lấy ý tưởng từ những cái màu đất thôi Trang. Nhưng mà nó làm cho nó màu nó tươi tắn hơn. Thì đúng như Trang nói, Đăng Tâm thì không để ý, nhưng mà con mắt nhà nghề thì Đăng Tâm tin tưởng Trang chuyện đó. Thì màu cam ở đây họ dùng cũng nhiều lắm quý vị, như màu xanh, những cái màu mà chói. Đúng nhưng rồi. Mà lại dùng những cái màu đó để làm cái accent cho cái căn nhà của mình. Chứ họ không có làm dùng những cái màu đó là những cái màu chủ đạo chính. À, thì đó là chương trình Decor TV ngày hôm nay của chúng tôi. À, nếu mà quý vị xem chương trình mà có những câu hỏi thắc mắc không, những cái ý kiến gì thì xin quý vị hãy vào trang mạng của đài là www.decortv.com, cũng giống như hãy like us on Facebook và subscribe to us on YouTube. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Decor TV. Xin hẹn gặp quý vị vào tuần sau. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Bye.